Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 của trang web olm.vn. Trong các bài học trước thì chúng ta đã được tìm hiểu về số nguyên âm, về tập hợp số nguyên và tiếp tục với nội dung chương trình của chương số nguyên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một nội dung mới rất là quan trọng. Và để biết được nội dung này là gì thì cô và các em sẽ bắt đầu với một bài toán nhé. Trên màn hình cô có bảng thống kê lợi nhuận 2 tuần của một cửa hàng bán hoa quả. Và câu hỏi đặt ra cho các em: sau 2 tuần kinh doanh, cửa hàng lãi hay lỗ và với số tiền là bao nhiêu? Quan sát ở bảng chúng ta thấy là lợi nhuận của tuần thứ nhất âm 2 triệu đồng và lợi nhuận của tuần thứ hai là 6 triệu đồng. Như vậy phép tính biểu diễn tổng lợi nhuận của cửa hàng sau 2 tuần đó là âm 2 mà cộng với 6. Đây chính là phép cộng hai số nguyên. Và để biết được kết quả của phép tính này như thế nào và cách thực hiện của nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào bài học mới ngày hôm nay, đó là bài phép cộng hai số nguyên. Nội dung chính của bài học này bao gồm 3 phần. Phần đầu tiên là phép cộng hai số nguyên cùng dấu, tiếp theo là phép cộng hai số nguyên khác dấu và nội dung cuối cùng là tính chất của phép cộng các số nguyên. Chúng ta cùng bước vào mục 1 nhỏ. Phép cộng hai số nguyên cùng dấu. Khi xét phép cộng hai số nguyên cùng dấu thì chúng ta sẽ xét hai trường hợp, đó là phép cộng hai số nguyên dương và phép cộng hai số nguyên âm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay bằng một hoạt động khởi động. Chúng ta sẽ xem con đường là một trục số với khoảng cách giữa các cột mốc là 1 m hoặc là 1 km. Và ở trên màn hình cô có hình ảnh của một trục số và một người thì bắt đầu ở điểm 0. Sau đó thì người đó di chuyển về phía bên phải thêm hai đơn vị đến điểm dương 2. Tiếp theo, người đó lại di chuyển tiếp thêm về phía bên phải 3 đơn vị. Và câu hỏi đặt ra cho các em, người đó dừng lại tại điểm nào? Các em hãy dùng phép cộng hai số tự nhiên để biểu diễn kết quả của hai hành động trên. Như vậy, chúng ta nhận thấy người đó bắt đầu từ điểm 0, di chuyển thêm hai đơn vị đến điểm 2 và tiếp theo di chuyển thêm 3 đơn vị đến điểm 5. Vậy câu trả lời của chúng ta đó là người đó dừng lại tại điểm dương 5 hoặc là 5. Và nhìn lên hình ảnh trục số thì chúng ta có thể biểu diễn kết quả của hai hành động trên bằng phép cộng hai số tự nhiên. Đó là với hành động thứ nhất là đi sang phải hai đơn vị thì chúng ta có dương 2. Hành động thứ hai đi tiếp sang bên phải thêm 3 đơn vị ta có dương 3 đến điểm đích là 5. Vậy kết quả sẽ là dương 2 cộng dương 3 thì bằng dương 5. Và từ kết quả của câu hỏi vừa rồi thì chúng ta có thể rút ra một kết luận về phép cộng hai số nguyên cùng dấu và cụ thể ở đây là phép cộng hai số nguyên dương thì chúng ta sẽ cộng chúng như cộng hai số tự nhiên và kiến thức cộng hai số tự nhiên thì chúng ta đã được học ở chương trước. Đến đây thì cô có một câu hỏi dành cho các em, đó là tổng của hai số nguyên dương thì là một số nguyên dương hay là một số nguyên âm? Như vậy cũng từ phép tính này, dương 2 cộng với dương 3 thì bằng dương 5, ta có thể rút ra đó là tổng của hai số nguyên dương thì sẽ là một số nguyên dương. Vừa rồi chính là nội dung của phép cộng hai số nguyên dương. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang trường hợp phép cộng hai số nguyên cùng dấu thứ hai, đó là phép cộng hai số nguyên âm. Câu có bài toán như sau: để phát triển tăng gia sản xuất, gia đình bạn Vinh đã vay ngân hàng chính sách xã hội 3 triệu đồng, sau đó lại vay thêm 5 triệu đồng nữa. Mẹ bạn Vinh đã viết vào sổ tay như hình ở bên. Các em hãy trả lời câu hỏi sau. Câu A, tổng số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh là bao nhiêu? Chúng ta quan sát hình ảnh sổ tay ở phía bên phải màn hình, ta nhận thấy mẹ bạn Vinh có viết tổng nợ 8. Như vậy ta có thể kết luận là số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh chính là 8 triệu đồng. Câu hỏi thứ hai dành cho các em. Ta biểu thị nợ 3 bởi số âm 3 và nợ 5 bởi số âm 5. Các em hãy viết phép tính biểu thị số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh bằng cách sử dụng số nguyên âm. Ta có nợ 3 và nợ 5 lần lượt được biểu thị bởi số âm 3 và âm 5. Tương tự thì nợ 8 sẽ được biểu thị bởi số âm 8. Dựa vào đây thì chúng ta có thể kết luận phép tính biểu thị số tiền nợ ngân hàng của gia đình bạn Vinh đó là âm 3 cộng với âm 5 thì sẽ bằng âm 8 và đơn vị là triệu đồng. Và dựa vào kết quả của phép tính này thì chúng ta có thể đưa ra quy tắc phép cộng hai số nguyên cùng dấu. Và với trường hợp cụ thể ở đây là phép cộng hai số nguyên âm. Bước đầu tiên chúng ta bỏ dấu trừ trước mỗi số. Sau
khi bỏ dấu trừ thì âm 3 và âm 5 lần lượt trở thành 3 và 5. Bước thứ hai, ta tính tổng hai số nhận được. Ở đây hai số nhận được là 3 và 5, như vậy tổng của chúng bằng 8. Và bước cuối cùng, ta thêm dấu trừ đằng trước tổng nhận được. Và ta hoàn thiện được kết quả của phép tính này. Âm 3 cộng âm 5 thì bằng âm của mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc và kết quả bằng âm 8. Dựa vào kết quả của phép tính này thì theo các em, tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương hay là một số nguyên âm? Ta có thể dễ dàng nhận ra được đó là tổng của hai số nguyên âm sẽ là một số nguyên âm. Và sau đây là một số quy tắc hay là chú ý mà chúng ta cần nhớ ở mục một nhỏ phép cộng hai số nguyên cùng dấu. Các em chú ý, tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương và tương tự tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm. Như vậy ta có thể viết một cách tổng quát là tổng của hai số nguyên cùng dấu thì luôn cùng dấu với hai số nguyên đó. Và bây giờ thì các em hãy áp dụng các cái quy tắc hay là các chú ý mà chúng ta vừa đưa ra để thực hiện một số bài toán sau nhé. Bài tập thực hành đầu tiên, thực hiện các phép tính sau. Ở đây chúng ta có 4 phép tính, với phép tính đầu tiên là 4 cộng 7. Đây là phép tính đơn giản, tổng của hai số nguyên dương ta thực hiện như tổng hai số tự nhiên, 4 cộng 7 sẽ bằng 11. Với câu B, âm 4 cộng với âm 7. 4 cộng hai số nguyên âm thì chúng ta cộng hai số đối của chúng trước, nghĩa là 4 cộng với 7 thì sẽ bằng 11. Sau đó chúng ta thêm dấu trừ vào đằng trước. Như vậy kết quả của phép tính âm 4 cộng với âm 7 bằng âm 11. Và tương tự với câu C và câu D, ta có thể tính câu D trước. Dương 99 cộng với dương 11 thì sẽ bằng dương 110 hoặc là 110. Và từ đó thì ta thấy âm 99 cộng với âm 11 thì sẽ bằng âm của mở ngoặc 99 cộng với 11 thì bằng âm 110. Và kết thúc hoạt động thực hành ở đây thì chúng ta cùng bước sang bài toán vận dụng. Đề bài như sau, bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hóa nhà bác Lan nên có thể mua hàng trước và trả tiền sau. Hôm qua thì bác Lan đã cho bác Hà nợ 80.000 đồng và hôm nay bác Hà lại nợ thêm 40.000 đồng nữa. Em hãy dùng số nguyên để giúp bác Lan ghi vào sổ số tiền bác Hà nợ bác Lan. Như chúng ta đã được học ở các bài trước thì số tiền nợ sẽ được biểu diễn bằng số nguyên âm. Như vậy hôm qua bác Lan cho bác Hà nợ 80.000 đồng, ta có thể biểu diễn là âm 80.000 đồng. Và hôm nay bác Hà lại nợ thêm 40.000 đồng nữa thì chúng ta cũng biểu diễn là âm 40.000 đồng. Như vậy thì tổng số tiền mà bác Hà nợ bác Lan là âm 80.000 đồng cộng với âm 40.000 đồng thì sẽ bằng âm 120.000 đồng. Vừa rồi thì chúng ta đã được tìm hiểu xong phép cộng hai số nguyên cùng dấu, cụ thể là phép cộng hai số nguyên dương và phép cộng hai số nguyên âm. Và bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ hai, đó là phép cộng hai số nguyên khác dấu.